sẽ giới thiệu cho các bạn một tiệm bánh canh cũng đã 33 năm rồi tại quận 12. Đây là bánh canh Bà Tám ngay chợ cầu quận 12 nha các bạn. Đó, khách ăn rất là đông. Đây chúng ta cùng vào bên trong xem những tô bánh canh này đặc biệt như thế nào mà để thu hút nhiều người Sài Gòn đến vậy. Đây vừa đập vô con mắt tao là một nồi nước súp bánh canh rất là to. Đây là những phần bánh canh để chuẩn bị vô vị sẵn nha các bạn. Đây chuẩn bị thịt rồi những cái gia vị. Khi nào khách đến là chỉ múc bánh canh nữa là đưa cho khách. Đây một cô bé đang vô bánh canh nha mọi người. Đây đeo bao tay rất là sạch sẽ. Này bánh canh ở đây là có thêm đặc biệt có thêm quẩy nữa chị. À, chiều lại thì khách vào thưởng thức bánh canh Bà Tám rất là đông ha mọi người. Đây, bánh canh Bà Tám ngay chợ cầu quận 12. Bàn ghế thì trên cái bàn ghế nhỏ thôi nha mọi người, nhưng mà rất là đông khách. Bỏ vào bịch sẵn chờ khách tới mua là sẽ bỏ cho nó nhanh, mang về cho nó nhanh hơn.
con của bà Tám hết hả cô? Con hết. Con cháu con hả? Cháu em. Miếng giò này mình nấu bao lâu để mà mềm nữa cô? Con thì tầm khoảng chừng nước mà nó nấu sôi á khoảng chừng tiếng mấy, tiếng rưỡi. Dạ. Rồi những cái thịt kia là mình luộc ra cái mình sắt lát hả cô? À đúng rồi. Mình luộc xong xuôi xong ở đầu mình để quạt máy cho nó ráo, thì ráo xong rồi ở đầu mình mới sắt. Dạ. Con thấy đặc biệt ở bánh canh của mình là có thêm quẩy. À có quẩy, đúng rồi. Tại sao mình bỏ thêm cái quẩy đó vô cô? Tại vì những người ta yêu cầu thích ăn á, rồi cũng như này lấy cái này để chấm vô trong nước lèo á, ăn rất là ngon. Có rồi người ta ngồi xung quanh ăn vậy xung quanh không? Ăn vậy rồi mua về rất là nhiều hả, rồi ngồi cũng như ngồi quá cốc vậy nè, hồi đó ngồi ghế nhỏ nhỏ vậy nè chứ không có được là ghế cao giống vậy, rồi từ từ cái mình bước chỗ rồi có chỗ rồi xong rồi bắt đầu mình mới có ghế rồi bàn rồi mình ngồi đàng hoàng. À mình có bán quán cốc trong vòng bao lâu cô ha? Khoảng cỡ ba mấy không ấy, lúc là cái thời điểm mà bán quán cốc xong mình chuyển vô này á là khoảng bao lâu mình mới chuyển? Ở hai mấy năm là có nghĩa là mình mới chuyển vô đây khoảng 10 năm rồi. Cô có thể cho con biết được cái con bánh canh ở đây là bao nhiêu tiền mức giá như thế nào? Lúc xưa là có từ cái lúc mà gánh là như là có 10.000 12.000 tô thôi, rồi từ từ mới lên là 15.000. Dạ. Rồi xong rồi lên 20.000. Dạ. Giờ 25.000, có giò thì 35.000. Dạ. Dạ. Rồi nhớ ba mấy năm cụ thể vậy? 33 năm. À. À cô thì có vị khách nào mà ăn của mình trong vòng 3 năm luôn không cô? Có chứ. Rất quen luôn ăn, ngày luôn, ngày nào cũng ăn luôn á. Gặp mặt là biết ăn. Ăn gì là ăn gì rồi, đó đúng rồi. Nhìn là làm luôn á, chứ khỏi cần phải hỏi luôn á. Hình như là nói là cái gì này nó đậm đà là con ăn không ngán. Dạ. Vậy thôi chứ. Có khi nào bỏ thuốc phiện trong đó không? Nhiều khi lâu lâu buồn bỏ một hai tép vô. Cô chủ rất là dễ thương luôn á mọi người. Cô nói giỡn á. Nói giỡn thôi nha, không phải nói thiệt đâu á. Với cái số lượng khách đông như thế này thì một ngày mình phải có bao nhiêu người phục vụ quá? À có ba chị em là hết. Ba chị em rồi hai người giữ xe. Hai người giữ xe đó. Giữ xe đó. Rồi có mình đó giữ xe thôi, đâu có ai đâu. Rồi giờ thấy khách đông quá rồi mình có ý định mở thêm cái quán to lên thêm xíu không cô? Có chỗ cũng có thể, cũng có suy nghĩ tới rồi nhưng mà không có chỗ, tạm thời là vậy đi. Dạ. Cô có suy nghĩ đời cháu mình nó sẽ tiếp tục cái nghề bánh canh không cô? Cũng chắc cũng có thể, phải không? Cái nếu mà làm được thì cũng như gia truyền con nói mà được thì cứ gì tiếp tục tái diễn hoài. Dạ. Đây là chị này là con hay cháu của cô? Cái này là cháu của bạn. À cháu của bạn này bà Tám. Thì bây giờ thì cái giai đoạn mình chuẩn bị thịt đồ từ lúc mấy giờ cũng hả? 2 giờ. 2 giờ chiều hả cô? 2 giờ chiều. 2 giờ chiều ra là bắt đầu vừa dọn ra nữa là có khách rồi. Khách lần bay ra lên ra vậy đó. Cô mình bán cao điểm là bắt đầu từ 5 giờ cho tới 7 giờ là cao điểm là khách không. Bán không kịp luôn rồi cô? Bán không kịp. Mỗi ngày mình bán bao nhiêu tô cô hả? Bao nhiêu tô thì chị không có biết, nhưng mà biết là khoảng 200 ký rồi cô? 100 hay 200? 100. Một tạ. Có nghĩa là một tạ ký bánh canh đó rồi cô? Cô thì này một tạ này mình bán là một ký bánh canh thì mình bán được mấy tô cô? Có mấy tô á. Dạ. Thì cũng ăn cái bánh canh mình bán cỡ nhiêu tô không? 5 tô. Có nghĩa là một ngày mình bán khoảng 500 tô. Ừ. Số lượng khách rất là đông đó cô? Đông lắm. Dạ. Đây là những giò heo rất là ngon và mềm tại quán bánh canh bà Tám, được thầm sau nhiều giờ. 2 giờ đó. Một tô được bán biết cho cô. Rồi. Cô không biết. Một tô không biết nha. Không, bằng nạc nha bé. Có hành 2 tô giò nạc hết. Thịt
là thịt gì á chị? Thịt đèn cắt lên. Là mình thấy mình luộc cho xong rồi mình cắt ra từng lát vậy. Là sắc bằng máy chứ sắc bằng tay sắc nổi. Con người cháu của bà Tám hàng ngày ra phụ bà Tám bán bánh canh. Trong cái tô này là gồm có thịt heo sắc lát này, đây và cái này là mọc này, mọc bên đây là rất có nhiều trong bún mọc mà mọi người hay ăn ngoài đường đây, và giò hay giò rất là to, đã rất là mềm. Ở đây có đặc biệt nữa là da heo. Ngoài ra thì có hiếp nữa, nhưng mà hiếp ở dưới rồi. Đây, hiếp ở dưới rồi mọi người ơi. Đây, nhìn cái to, rất là to. Chỉ có giá là 35 ngàn thôi, trên đường là 4 ký, 12. Có bánh canh của bà Tám trên đường Tô Ký quận 12 thì có thêm quẩy nha mọi người. Đây, quẩy mình tập trung ăn chung với bánh canh. Thường thì chúng ta chỉ thấy quẩy ở trong quẩy này là trong cháo lòng, nhưng mà bánh canh của bà Tám thì có thêm quẩy, đặc biệt là có thêm quẩy. Đây, trong vòng khoảng 10 phút thì mình đã ăn hết một cái tô bánh canh của bà Tám, rất là ngon các bạn, từ nước lèo cho đến sợi bánh canh rất là mềm, những cục giò cũng rất là mềm. Dạ, lần thứ hai. Lần thứ hai nhà chị gần đây không? Gần. Rồi chị ăn rồi thì thấy bánh canh ở đây như thế nào? Thấy cũng ngon. Được. Dạ, vị hợp khẩu vị chị không? Được. Không sao.
sợi bánh canh gì thấy nó sao? Thì nó dai, thịt cũng ngon mà mọc cũng ngon. À, vừa rồi là chị ăn tô bao nhiêu tiền? Chị ăn tô 25.000 25.000 là không có giò đúng không chị ha? Không có giò, còn con chị thì nó ăn tô có giò. Có giò thì giò 35.000. À, ở đây nói chung là bánh canh ở đây đối với chị là ngon. Thì ngon, so những chỗ khác thì ngon. Đồng cương này xuống đây ăn, nhìn nó cũng là cái gạo rất mềm, ăn rất mềm, cảm động. Chú bây giờ lớn tuổi nhưng mà đang vẫn nhai được bánh canh ở đây nó mềm mà chú. Sao ăn hết, không có răng nhai lời. Nói chung là cho chạy dài cũng này ăn được hơn. Máy nồi đây là đều để châm vào nước bánh canh. Đây, nhìn cái lèo, nước lèo bánh canh rất là đã nha mọi người, rất là to. Bên trên là có chả cá. Giống như giống vô mà nhặt nước đó.